Hey mình là Sơn Cô ạ. Hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề rất là hay Đó là tổng hợp và cách nhớ của 8 mẫu môn đồ đạc Các bạn học N2 hay N1 Chúng ta học xong 8 mẫu môn đồ đạc này đúng không ạ? Và trẻ ui sẽ đau đầu lắm thầy ơi Ui sẽ em không nhớ được thầy ơi Tại sao mình biết là như thế? Thì học sinh của mình kêu như thế Trước khi mình dạy cách nhớ này Các bạn kêu em không nhớ được khó quá các Em không bỏ phần này kiểu kiểu như thế Tuyệt đối không được vì nó cực kỳ dễ Đó cho nên nếu mà tổng hợp không thì không có nghĩa gì Mình sẽ phải cho các bạn cả cách nhớ nó nữa và các bạn N3 chúng ta học khoảng hai mẫu trong hai ba mẫu trong tám mẫu này đúng không? Bắt đầu hoang mang rồi đúng không? Không sao. Các bạn cũng nên xem. Các bạn N3 cũng nên xem video này để xem chúng ta đang học mono thuộc loại gì và sắp tới học mono loại gì nữa. Đó. Thì mình phân nó làm ba loại. Mình phân mono trong mono đà làm ba loại. Chỉ lý do, chỉ chân lý và thể hiện cảm xúc mạnh. Và đây là cái mà mình tổng hợp và mình nghiên cứu trong khi mình giảng dạy. Đó, cho nên các bạn tìm trên Google tìm trong các sách nó không có đâu. Nó không 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 dạy các bạn cái nhớ này đâu. Đó mình mình suy từ bản chất. Và đúng không ạ? Nếu chúng ta có 8 mẫu, chúng ta tưởng tượng nó là 8 nghĩa khác nhau thì khó nhớ lắm. Nhưng nếu mà 8 mẫu đấy thực chất chỉ có 3 nghĩa mà thôi thì nhớ cực kỳ dễ các bạn ạ. Các bạn thấy thế không ạ? Đó nó chỉ có 3 nghĩa này thôi. Tại sao lại thế? Bây giờ mình sẽ sẽ đi từng loại một này. Đầu tiên, chúng ta đi với các cái mẫu mono chỉ có chỉ lý do thôi ý nghĩa của nó chỉ là bằng với cả caradano đế mà thôi đó thứ nhất là monoda carad và monodo đế hai thằng này y hệt nhau nhá hệ đồng nghĩa này nhiều bạn tưởng là hai nghĩa khác mẫu khác nhau không phải là một monoda carad monodo đế là một cách kết hợp cũng giống nhau thể thông thường thì với cả monoda carad hay là monodo ý nghĩa là biện minh lý do lý chấu trong một cái việc gì đó nó giải thích cho những nguyên nhân không thể nào tránh khỏi không thể nào tránh khỏi được và bắt buộc phải làm như thế Bắt buộc phải như thế Ví dụ này Ví dụ thứ nhất Mara kodomo na no de kodomo na mon de Hay là na mono de Các bạn nhớ này No này Trong văn nói chúng ta thể thành un Mon Mono chuyển thành mon Mara kodomo na mono de no koto wa yoku Ví dụ Đứa trẻ con nó nghịch các thứ đúng không ạ Nó phá hỏng hay là nó trêu đùa người khác Xong bị người lớn người ta chửi Thì mình 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 bao che bao bao che với trẻ con đúng không ạ thôi thôi tha cho nó đi trẻ con nó biết gì đâu mà thằng cô tôi mua nó mua không biết gì về, về 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 xã hội không biết gì về mọi thứ đâu tha cho nó đi nó biết gì đâu đúng không ạ biện minh lý do lý chấu không thể tránh khỏi nó trẻ con mà đúng không ạ hay là gì ạ đến xa gà ốc lê mono des da vì tàu điện nó chạy chậm tàu điện nó nhỡ chuyến hay là tàu điện nó gặp tai nạn đúng không ạ? Cho nên tôi đã đi muộn. Cái này tôi xin phép và tôi uh, tôi giải thích cho cái nguyên nhân không phải tránh khỏi việc đi muộn của tôi, do tàu điện, không phải do tôi đâu. Đó chỉ nguyên nhân. Monoda cả là hay là một tệ. Tiếp theo này, cái mono thứ ba nó là đà môn, damon. là Damono mono, đấy thể thông thường đà môn. Cái này là văn nói. Ừ, nhiều bạn mà hay xem phim đúng không ạ? hay tiếp hay là hay tiếp xúc với bọn trẻ con thì hay nghe nhiều cái từ này ý nghĩa là là vì tại đó đưa ra lý do kiểu xuồng xã nói chuyện trong nhà với nhau trẻ con nói chuyện với bố mẹ hay là uh, người yêu là con gái cái này con gái hay nói này làm nũng bạn trai mình đó là mình là mẩy thì chúng ta dùng đá môn này hay là đá đá mô nộ đó tuyệt thoát coi mù Ví dụ bạn trai hỏi là ơ tại sao em không mua đồng hồ Thì bạn gái bảo gì Bởi vì là nó đắt mà anh Làm nũng là mình là mẩy đúng không Thì bạn trai thì phải ơ thế, để anh mua cho em nhá đúng không Kiểu kiểu đấy Nó hay đi với cả cụ đắt tiền này Ta ta coi mồ Đấy hay là ta cái anh Ta cái ân này ưng đà mộ ưng đà mộ Cũng được Đó là gì ạ Tại sao Bố quát con tại sao con lại quên làm bài Nó gì hoa sự thì con bảo gì? Isogas Con bởi vì con bận mà bố làm nũng bố đúng không ạ? Đó, nó cũng chỉ lý do. nè, một ý nghĩa của đa của mono đó là lý do. Ba mẫu này chỉ có chỉ lý do thôi. Đó, Eidos nè. Tiếp theo này, mono chỉ chân lý. Đó, cái này các bạn phải chú ý này. Cái loại này nó hơi nó hơi trừu tượng thì các bạn nhớ nhá. Mono chỉ chân lý, thế nào là chân lý này? Thứ nhất. Chúng ta có mẫu mono thứ tư kết hợp lại động từ thể từ điển hoặc là phủ định nguyên thể đi với cả mono ý nghĩa này vốn dĩ là điều đương nhiên nó diễn tả những sự đương nhiên chân lý thuộc về quy luật ví dụ như komata toki ni sono no ga. tức là gì ạ khi mà gặp khó khăn ấy thì chúng ta sẽ hiểu được cái bản tính của người đó đúng không ạ gặp khó khăn mới lộ bản chất ra mới lộ mặt ra đúng không thì đây là một gì ạ một cái thứ đương nhiên chân lý một cái quy luật nào đó, đó. hay là gì ạ đa đi đi một ship pai bạn sư đương môn ai ai thì cũng phải thất bại thôi ai ai thì cũng gặp thất bại thôi đúng không ạ một điều chân lý một điều đương nhiên Các bạn nhớ lại món này chưa nhớ lại món này chưa Tiếp này môn đạo thứ năm thằng này thực ra cũng thuộc về chân lý Thế cái cách hợp này về được mono đào là mono đế bản này Cái này là gì ạ? Nên hay không nên? Nên hay không nên? Cụ thể này Nó đưa ra một lời khuyên nên và không nên làm gì Dựa trên những cái chuẩn mực chung này Dựa trên một cái chuẩn mực chung chân lý là gì ạ? Chân lý là thứ mà mọi người đều nghĩ như thế Đúng không ạ? Cái chuẩn mực chung là gì ạ? Là thứ mà mọi người đều tuân theo như thế đó, thực ra nó là một Nó bắt nguồn từ một cái mono mà thôi Mọi người đều tuân theo như thế Cho nên anh cũng nên tuân theo như thế Mọi người đều tuân theo như thế Cho nên anh đừng đừng có nên làm như thứ ngược lại Đó, nó là chân lý, nó là chuẩn mực chung Ví dụ này Nani ka này Cái này lại bị, bị dính vào Nani ka shite morattara ra o tsutaeru mono da khi mà được người khác làm giúp mình cái gì đó, thì mình nên nói lời cảm ơn, đúng không ạ? Cái chuẩn mực trúc một điều đương nhiên đó. Ok chưa? Hay là gì ạ? Hito no hanashi wa saigo made kiku mono da. Toshiu de hasamu mono de wa nai. Mono de nai là gì? Không nên đúng không ạ? Nên nghe câu chuyện của người khác đến cuối, nghe hết chuyện, nghe hết câu của người khác không nên gì ạ không nên chen vào giữa chừng này chiều hà sa mự chen vào hay là nói một cách xuồng xã là <laughs> chõ mõm vào đúng không ạ ừ. đó đưa ra lời khuyên nên nghe đi. đến hết không nên chen vào giữa đó dựa trên một chuẩn mực chung tiếp này có môn đồ đạt thứ sáu cũng thuộc loại chân lý này đó thể kết hợp đây danh từ tối ưu này hoặc là tính từ na thì bỏ na đi đó hoặc là động từ thì thông thường cộng tố yêu môn nổ đạo tố yêu môn đạo ý nghĩa của nó là mới đúng là mới đúng là cái này hơi khó một tí này khi là khi các bạn học cái mẫu này các bạn thấy hơi khó một tí đúng không ạ thực chất nó là gì ạ đánh giá của người nói khi suy nghĩ một cách thông thường bình thường tôi tôi tôi, tôi suy nghĩ một cách thông thường 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 mọi người sẽ nghĩ là đó, nó đưa ra một đánh giá nhá Đây là một câu đánh giá Đánh giá nhưng mà không phải đánh giá chủ quan của mình Mà đánh giá dựa theo một cái chuẩn mực chung Một cái chân lý chung Một cái đánh giá dựa theo cái suy nghĩ chung của mọi người Không phải mỗi tôi cảm nhận thế đâu Mà ai ai trong trường hợp này Cũng sẽ cảm thấy như thế đấy Đó là ý nghĩa của tôi yêu môn rồi đó đấy, Ai ai trong trường hợp này cũng sẽ cảm nhận như vậy đấy Đó Ví dụ này Komata toki ni tasukeru no ga Tomodachi to yu mono da Đó Cái người mà giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp hoạn nạn ấy Thì đó mới đúng là bạn bè Đúng không ạ? Ai ai trong trường hợp này cũng nghĩ là như thế thôi Đây là cái điều đương nhiên Mọi người đều sẽ coi như đây là bạn bè Đúng không ạ? Những người mà giúp đỡ chúng ta trong lúc hoạn nạn Thì xã hội người ta coi Đấy là mới thật sự là bạn bè Đúng nghĩa Đó hay là gì ạ? Okuru no dewa naku, homete 学生の力を伸ばしてあげるのが本当にいい先生というものでしょう。là gì ạ? cái người đó, nô gái, nô á mà đằng sau là người chúng nó dịch đây là người, cái người mà sao đây ạ? không quát mắng học sinh mà khen, khen thì làm gì ạ? để nâng cao cái năng lực, cái khả năng của học sinh đấy mới đúng là một thầy giáo tốt, mới đúng là một thầy giáo tốt, mới đúng là một thầy giáo tốt, đúng không ạ? mọi người suy nghĩ bình thường đúng không ạ xét theo đạo lý thì những cái thầy giáo mà xuống ngày quát mắng học sinh thì không phải là thầy giáo tốt đâu mà mọi người xét theo một chuẩn mực chung mọi người đều nghĩ rằng thầy giáo tốt phải là một thầy giáo mà biết khen để nâng cao khả năng học sinh đó đó là môn đạt thứ sáu Tiếp theo này, chúng ta đến với cả mono cảm xúc Những cái mono tiếp theo nó chỉ mang bản chất của nó là cái cảm xúc mà thôi Các bạn nhớ không ạ? ví dụ đây động từ này, tính từ này, thể thông thường hết đi về môn đồ thứ bảy nằm trong cái nhóm này là môn đồ thứ bảy này ý nghĩa nó là gì ạ thật là biết bao ví dụ này nói về những cái cảm xúc mà người nói cảm nhận sâu sắc bằng trái tim của mình động từ này là động từ những động từ chỉ thể hiện cảm xúc thôi nhé mới đi được ví dụ okane no chikarawa osoroshi da đáng sợ này, cái sức mạnh của đồng tiền quả wow, thật là đáng sợ đúng không ạ? Bình thường chị nó nói gì ạ? sức mạnh của đồng tiền đáng sợ, nhưng mà nghe nó không có cảm xúc lắm. Thì thêm monoda vào thể hiện cái cảm xúc mạnh của mình đúng không ạ? Đây, cảm xúc mạnh, quả wow, sức mạnh đồng tiền quả là đáng sợ, đáng sợ quá các bạn ạ, kiểu như thế đúng không ạ? Thấy tiền bạc nó nó, nó điều khiển biết bao con người đúng không ạ hay là làm cho bao nhiêu con người vào vòng lao lý chẳng hạn hay là gì ạ Siwa ga sang dekite toshi o totta mon da ne vì tự yên sờ một ngày nhìn soi gương thì mình có rất nhiều cái nếp nhăn đúng không ạ nhiều nếp nhăn quá mình già mất rồi mình già mất rồi đúng không ạ nói thế cảm xúc mạnh của mình Ai, mình già mất rồi đó đó là mono đã mang nghĩa cảm xúc Tiếp theo này V tạ Đấy, Thằng này chỉ đi với cả động từ thể quá khứ thôi Cộng mono đạo Tôi nhớ lại Tôi cảm xúc mạnh Nhưng mà cảm xúc này là cảm xúc Vì đây là nó có tà trước đúng không ạ Cảm xúc của quá khứ Mono là chỉ cảm xúc đúng không ạ Có động từ chỉ quá khứ ở trước Tức là cảm xúc về quá khứ Cảm xúc về quá khứ nó chỉ có mỗi một loại cảm xúc thôi là cảm xúc Bồi hồi nhớ lại cái gì đó Nên, tôi nhớ đó hồi tưởng lại một cách bồi hồi nhiều cảm xúc với một cái sự việc nào đó trong quá khứ ví dụ đúng không ạ ờ, đi về quê nhìn cánh đồng hồi xưa bây giờ trở thành một cái tòa nhà cao tầng rồi đúng không ạ bảo với bạn là gì ạ hay ngày xưa tao hay chơi ở đây này cảm giác rất là bồi hồi Một ka cho yêu cực cô để asun là môn né hay là gì ạ Hồi mà tao mới kết hôn ấy Thì tao hay đến đây cùng với cả vợ tao đấy Đã nói một cách bồi hồi Đó Thực ra tám mẫu đúng không ạ Nhiều bạn sẽ, sẽ sẽ gần như là không thể nhớ hết tám mẫu này Nhưng mình hy vọng là thông qua Cái việc mình phân tích này Chúng ta đã đã hình dung ra là gì ạ Nó có những môn ô như thế nào và mình chắc chắn là nó sẽ giúp các bạn nhớ những cái thằng này rất là lâu Đó, đây Mình tổng hợp lại cho các bạn Có 8 nhá Nhưng các bạn nhìn thấy 7 tại sao Bởi vì là mono đà cả đài, mono đế này Là một Đó, mono đà cả đài, mono đế đều là bởi vì này Đà mono, đá môn là tại vì Đều thuộc cái nhóm lý do Tiếp theo, chân lý, điều đương nhiên Cách suy nghĩ chung của cả xã hội Mono đà vốn dĩ này Mono đà nên làm gì đấy này đúng không ạ hay là gì ạ tối ưu mono đà này là mới đúng là và thực ra nếu mà bạn nào mà nghiên cứu sâu về ngữ pháp ấy thì sẽ thấy cái tối ưu mono đà này, này nó có hàm ý vừa là chỉ chân lý vừa có tí cái cảm xúc ở dưới này này đó nó vừa có cảm chân lý vừa có tí cảm xúc ở đây này cái hai thằng này cộng lại sẽ là một cái tối ưu mono ý nghĩa của nó dịch đúng là tiếng việt đấy tiếng nhật đấy các bạn tra từ điển nó là gì ạ? sự, hoàn tô nhị gai suy nghĩ một cách thật sự thì đây nó là đấy đó đấy mời đúng là cuối cùng về cảm xúc có mono đà cảm xúc thì thật là biết bao đúng không ạ thêm vào để thể hiện cảm xúc mạnh của mình hay là gì ạ v tạo v tạo mono là là tôi nhớ tuy là khó tuy là nhiều nhưng nếu mà chúng ta hiểu đúng bản chất chúng ta biết cách tổng hợp thì ngữ pháp tiếng nhật không hề khó hãy nếu mà các bạn thích những cái uh, kiểu video kiểu tổng hợp cách nhớ như này thì hãy comment cho mình. Xin một comment và xin một like nhá. Hãy để bảo kiểu ạ. Arigato Các bạn nhớ share lại để hoặc là chụp lại màn hình để, để, nhớ nhá. Bye bye.